Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty cổ phần Sông Đà Kinh Bắc, trung tâm đào tạo SKC Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP năm 2020 cho hơn 100 đại biểu là đại diện các ban ngành địa phương và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình OCOP năm 2020, công ty cổ phần Sông Đà Kinh Bắc, trung tâm đào tạo SKC trình bày những nội dung cơ bản các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng nông thôn mới Trung ương và sự cần thiết của chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm. Các đại biểu cũng được giới thiệu về những sản phẩm chủ thể nào được tham gia chương trình, lợi ích của chủ thể khi tham gia vào chương trình OCOP là gì, sự khác biệt của sản phẩm tham gia OCOP và không tham gia OCOP, bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến cho đề án của chương trình OCOP, tập trung vào các nội dung, giải pháp triển khai thực hiện chương trình và những lợi thế đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 21 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá phân hạng chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, đã được gắn từ 3 cho đến 5 sao tại hội nghị đánh giá phân loại sản phẩm OCOP mỗi xã phường thị trấn một sản phẩm đợt 1 của tỉnh năm 2020, được tổ chức vào chiều hôm qua ngày 4 tháng 11. Sau 2 năm triển khai chương trình OCOP, đây là lần đầu tiên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm tham gia OCOP. Trên cơ sở đó sẽ cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Mục tiêu đặt ra là đánh giá đúng xếp hạng chuẩn các sản phẩm để nâng tầm giá trị hàng hóa của tỉnh trên thị trường. Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, năm 2020, toàn tỉnh có hơn 150 sản phẩm đáp ứng điều kiện dự thi, đánh giá, phân loại chương trình, mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP. Để được gắn sao OCOP, sản phẩm phải đảm bảo các yêu cầu như có công bố chất lượng sản phẩm, có câu chuyện sản phẩm, có mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, có chứng nhận sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu sản phẩm, sản xuất có kế hoạch bảo vệ môi trường, sản phẩm có mẫu mã bao bì đẹp, đặc sắc. Các sản phẩm được đánh giá phân hạng qua 3 năm sẽ được đánh giá nâng cấp sản phẩm một lần. Với tinh thần công tâm, nghiêm túc, khách quan, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã thảo luận đánh giá 21 sản phẩm. Mục tiêu của Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại và Dịch vụ Bầu Mây Quyền Xuyên Mộc đạt 5 sao. 16 sản phẩm còn lại của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đón Lá, Thị xã Phú Mỹ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông nghiệp và Dược liệu Thuần Dương Quyền Xuyên Mộc, Công ty Duy Anh Pi Quyền Châu Đức và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nuôi trồng Nấm Hòa Long, thành phố Bà Rịa được đánh giá từ 3 đến 4 sao.